Mình đã bỏ học đại học. Tôi đã quyết định là thôi học để theo đuổi một ngành nghề khác. Mình mới nghỉ học ở trường đại học Ngoại thương vào tháng 3 năm 2020. Nếu như mà những kiến thức trong đại học ấy mà nó không giúp ích được gì cho mình ấy thì mình nên bỏ. Nên theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2020 gần 260.000 thí sinh khắp Việt Nam từ bỏ cuộc đua vào đại học, cao đẳng. Năm 2019 con số này là 279.000 người và năm 2018 là 237.000 thí sinh. 3 năm liền, số thí sinh xét tuyển vào đại học, cao đẳng liên tục giảm. Còn những sinh viên đã đỗ vào các trường đại học, cao đẳng thì lũ lượt bỏ học giữa chừng. Năm học 2019-2020, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa thông báo cảnh báo 2.252 sinh viên tự ý bỏ học. Năm 2018, Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo 2.135 sinh viên. Vậy những con số trên nói lên điều gì? Phải chăng các bạn trẻ đã không còn mặn mà khi đánh đổi thời gian, tiền bạc chỉ lấy tấm bằng và một tương lai không biết làm gì? Chúng ta đi học để làm gì? Học để lấy được một tấm bằng cử nhân hay học để có kỹ năng làm việc? Bằng cấp mà không đi liền với kỹ năng thì đó chỉ là một tờ giấy vô nghĩa. Giá trị đích thực mà trường đại học hay bất cứ một cơ sở giáo dục nào mang lại là kỹ năng làm việc, là giá trị đi liền với con người chứ không phải là những tờ giấy vô tri. Được đào tạo ở một trường đại học có tiếng, có thể hồ sơ của bạn sẽ gây được ấn tượng với nhà tuyển dụng. Nhưng sau vòng chọn hồ sơ, vòng phỏng vấn, bạn còn phải thử việc vài tháng trước khi trở thành nhân viên chính thức. Một tấm bằng hữu danh vô thực liệu có giúp bạn vượt qua cả một chặng đường dài hay không? Bằng cấp chỉ là một cái nguồn, tức là một trong những yếu tố chúng tôi tham khảo khi mà tuyển dụng thôi, chứ còn không phải mang yếu tố quyết định. Ví dụ họ điểm rất cao ở trường, điểm học họ bằng xuất sắc chẳng hạn, thì đương nhiên là những viên đấy thì khi mà chưa gặp họ, chưa nói chuyện với họ thì đương nhiên là tôi sẽ để ý đến những cái điểm cao hơn thôi. Thế còn khi mà gặp thôi, có những người làm tôi rất thất vọng. Tôi ít khi sử dụng được cái những cái kỹ năng, những kiến thức các bạn học trong trường. Bằng cấp nó sẽ chỉ là một cái yếu tố để người ta tham khảo trong quá trình tuyển dụng. Họ sẽ không quan tâm nhiều lắm đến việc là ứng viên đó học tốt nghiệp từ trường nào, mà những cái kỹ năng thể hiện trong công việc và cái khả năng giải quyết được những vấn đề trong cái việc kinh doanh của họ sẽ là được những yếu tố được đưa lên hàng đầu khi tuyển dụng. Bằng cấp, chứng chỉ nhiều khi đã trở thành bộ sưu tập để làm đẹp hồ sơ, lý lịch của nhiều bạn trẻ khi ứng tuyển vào doanh nghiệp. Nhưng thực tế, khi đánh giá nhân viên, người quản lý chỉ nhìn vào hai tiêu chí, một là năng lực và hai là thái độ. Từ hai tiêu chí, nhà quản lý sẽ quyết định đề bạt cân nhắc người nào hoặc đưa người nào vào danh sách chuẩn bị cho nghỉ việc. Bằng cấp chỉ thể hiện được thái độ học tập mà thôi. Khi bạn học, chẳng ai cạnh tranh với bạn, còn khi bạn làm việc thì có vô số áp lực cạnh tranh. Cho nên, học giỏi không có nghĩa là làm giỏi. Đừng ảo tưởng về sức mạnh của tấm bằng đại học. Ngay cả khi bạn không có được tấm bằng của một môi trường đại học danh giá, nó cũng không trở thành chìa khóa vạn năng để bạn có một công việc tốt. Hãy nghĩ tới giá trị bên trong của một tấm bằng, đó là những gì có trong đầu bạn, là kỹ năng làm việc, thích ứng với môi trường, kỹ năng giao tiếp, ứng xử. Nếu không trang bị cho mình thêm nhiều kỹ năng khác, tấm bằng đại học, cao đẳng sẽ không phát huy được tác dụng của nó. Đừng chỉ mang tấm bằng ra khỏi giảng đường, hãy chuẩn bị hành trang thật kỹ càng với kỹ năng làm việc, phong thái tự tin, suy nghĩ trưởng thành, trải nghiệm thực tế và cuối cùng mới là bằng cấp. Bởi bằng cấp chỉ là tấm hộ chiếu trên con đường gây dựng sự nghiệp, đi được bao xa còn tùy vào đôi chân của mỗi người. Chẳng phải bạn cũng biết rất nhiều tỷ phú ở Việt Nam và trên thế giới thậm chí học hết cấp 3 vẫn thành công mà chẳng cần tấm bằng nào đó sao? Vậy nên đừng đặt cược tất cả tương lai vào một tấm bằng.